chào các bạn, chúng tôi đang nhập tôm hùm bông, tôm hùm Nha Trang. Những con tôm hùm này là khoảng hơn 1 cân. Những con to là 1,5 cân, con nhỏ là khoảng 1,2 cân. Những con to đùng thì khoảng 2 cân. Tôm hùm này được nhập về từ Nha Trang sau một chuyến bay dài thì chúng đang được ngủ, đang được đánh thức dậy khi mà gặp môi trường ấm. Các bạn xem con tôm này rất là khỏe ạ. Đây là chùm tôm ạ. Tôm hùm được vận chuyển theo phương pháp ngủ đông. Tôm sẽ được cho vào trong một cái thùng nước đá rất lạnh. Sau đó khi mà tôm gặp cái không khí lạnh, cái nước lạnh sẽ nằm im. Chúng tôi gói vào gói giấy báo để ủ lạnh. Trong thùng sẽ để một vài cục đá. Sau khi về đến nơi, mở thùng ra, mở thùng ra, mở bọc báo ra thì tôm tự sống dậy. Con tôm hùm này là đây nhất là chị mấy con tôm này đấy, khi mà gặp môi trường ấm mà nó sống lại rất là khỏe. Con tôm hùm này Thank you.
rằng đến Biển Đông đều tâm sự rằng trong tất cả các loại sashimi thì sashimi tôm hùm là ngon nhất. Thì thịt tôm thì cực kỳ ngọt và mềm. Đồ tôm hùm mà nấu cháo thì cực ngọt. Bây giờ chúng ta cùng ra bể Tô Hải Canada. Mời các bạn ra tham quan bể Tô Hải Canada. Trong lúc chúng ta nhập tôm hùm thì các bạn hãy đánh thả Tô Hải vào trong bể. Đây là những con Tô Hải Canada khổng lồ. Bạn nhìn bạn này ạ, bạn đẹp trai ơi. Bạn bao nhiêu cân ạ? Bạn này là 67 cân mà nhìn cánh tay của bạn ấy. To của con Tô Hải Canada. Em mắc tên nhiều không ạ? Cháo ruột của Tô Hải Canada ăn rất ngon ạ. Người ta thường chọn món vòi của Tô Hải thì làm sashimi, còn phần mình thì làm xào sả ớt, xào nấm, xào các loại rau thập cẩm hoặc là làm cháo. Mực bơi của chúng tôi lúc nào cũng đầy kín bể. Rất nhiều mực bơi. Đừng theo ơi. Thank you.